Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có công điện cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện. Trước những khó khăn đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện và tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các phương án nhằm đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2023, như chỉ đạo các đơn vị rà soát kỹ các phương án tổ chức thi công các công trình lưới điện, bố trí thời gian cắt điện phù hợp, tăng cường áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng để hạn chế tối đa gián đoạn cung cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ đời sống. Trong cái điều kiện mà nhiệt độ tăng cao thì cái nguy cơ mà xảy ra sự cố cũng như là sự cố cháy nổ cũng rất là cao. Cho nên là công ty cũng đặc biệt là tổ chức những cái đợt kiểm tra ngày, kiểm tra đêm để có hạn chế thấp nhất những cái nguy cơ xảy ra sự cố để mà đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho người dân. Ngành điện thành phố cũng tăng cường tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức cá nhân, hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn tắt các thiết bị điện không cần thiết, sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý từ 27 độ trở lên, cài đặt nhiệt độ tăng 1 độ C sẽ tiết kiệm được 3% điện năng tiêu thụ. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn để tránh quá tải cục bộ hệ thống điện. Lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có gắn nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công Thương. Chú ý vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định tiết kiệm. Khi mà khách ra, mới tiến hành ngắt điện ngay lập tức để tiết kiệm điện sử dụng phòng của khách. Ngoài ra thì các anh chị ở bên điện lực cũng xuống để trao đổi và hướng dẫn mình cài đặt một cái app là để theo dõi điện gia dụng và điện trong nhà, thì vừa để theo dõi và cũng như là có một cái mức để mình tiêu thụ điện, nếu mà vượt quá thì cái app nó sẽ thông báo. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt tại thành phố Đà Nẵng, phụ tải các ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2023 tăng rất cao, sản lượng trung bình ngày đạt hơn 9,3 triệu kWh, sản lượng cực đại đạt hơn 10,6 triệu kWh, tăng hơn 17,5%, công suất cực đại đạt 542 MW. Tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo khách hàng thường xuyên theo dõi chỉ số công tơ của gia đình thông qua app EVN CBC CSKH, website https://cskh.cbc.vn, Zalo OA EVN CBC để có kế hoạch sử dụng điện hợp lý.